Quý vị nào đang tìm nhà gần với khu vực bến xe Yên Nghĩa, gần với tuyến đường sắt trên cao, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm theo tuyến đường sắt kéo dài thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Ngọc Ánh xin trân trọng giới thiệu tới quý vị một ngôi nhà vị trí thuộc phường Đông Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần trục đường quốc lộ 6, gần bến xe, gần tuyến đường sắt trên cao. Hướng nhà là hướng Đông Nam, diện tích 34m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, ngõ trước nhà 2,5 m, gần với lại đường ô tô đi lại, thiết kế xây mới hoàn toàn. Tầng 1 thiết kế của ngôi nhà Ngọc Ánh đang đứng ở đây thì ở cửa chính của ngôi nhà thiết kế là cửa cuốn điện, ngõ trước nhà rất là thoáng, nằm ở trên mặt ngõ nhà nước. Và với thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể các tầng của ngôi nhà. Căn nhà này thì là xây mới hoàn toàn, sổ đỏ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Theo như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay, sổ đỏ trao tay. Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh cho quý vị. Với công năng sử dụng thiết kế của chủ đầu tư là tương đối hợp lý. Đấy. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, lắp đặt chi tiết đầy đủ. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp hoàn thiện chỉn chu cho quý vị. Toàn bộ đây ạ. Tủ bếp thiết kế tủ gỗ MDF chống cong vênh. Xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp, mặt bếp thì là ốp đá granite. Nói chung với hồ sơ điện, hồ sơ nước là cũng được lắp đặt đầy đủ. Nước sử dụng là nước sạch sông Đà, điện lực EVN Hà Nội, điện nước riêng, sổ đỏ chuẩn chỉnh riêng, hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Thiết kế tầng 1 thêm một phòng vệ sinh, sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đầy đủ bồn cầu và xịt và rửa về hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ. Ngăn cách giữa phần cửa chính và phần cầu thang, chủ đầu tư lắp cho mình một phách CNC. Nói chung là thiết kế hợp lý và giá bán thì cũng rất là hợp lý. Giá bán em để ở dưới phần miêu tả cho quý vị nhé. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Như vậy Ngọc Ánh đã review cụ thể đường hướng vị trí của ngôi nhà, tầng 1 thiết kế ra sao cho quý vị. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên nhé. Kính thưa quý vị, ở đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Trên phía tầng 2 thì chủ nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng ở đây tương đối là hợp lý, một phòng vệ sinh. Trên tầng 2 thì thiết kế cho quý vị phòng khách đặt ở trên tầng 2 nha mọi người. Hoặc ở tầng 1 quý vị cũng có thể thiết kế phòng khách. Nói chung là tùy công năng mục đích sử dụng. Còn đây thì là chủ đầu tư thiết kế sao cho nó hài hòa. Ban công hướng ra phía bên ngoài, hướng nhà Đông Nam tương đối là mát. Trên phía tầng 2 thì được thiết kế sàn gỗ, hệ thống trần thạch cao, ống chờ, dây chờ, át chờ điều hòa. Từ vị trí ngôi nhà này cách với bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 2,5 km, đồng nghĩa với việc cách với tuyến đường sắt trên cao cũng vậy. Xung quanh vị trí của ngôi nhà, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, tiện ích ngập tràn, giao thông đi lại thuận tiện. Quý vị có thể đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Chương Mỹ, đi làm ở Thanh Oai với cái vị trí này đều rất là ok. Và đi làm theo tuyến đường sắt trên cao đi đến Nguyễn Trãi, Thanh Xuân cũng được. Phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2. Đây. Đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, lavabo, đáp ứng công năng sử dụng cho từng tầng. Đấy, như Ngọc Ánh đã chia sẻ ở phần tầng 1 lên tầng 2 cũng vậy. Cổ trụ tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ. Mời quý vị theo em lên tầng 3. Trên phía tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng hai phòng ngủ, thoáng trước, thoáng sau. Phòng ngủ trên phía tầng 3 cũng được chủ nhà thiết kế đầy đủ sàn gỗ. Tất cả các phòng đều được lắp đặt sẵn ống chờ, át chờ, dây chờ điều hòa. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Nói chung quan trọng là vị trí và cái giá bán thôi mọi người ạ. Nó sẽ phù hợp với quý vị đi làm ở đâu, công năng sử dụng thì nó có như thế nào thì em quay và review cho quý vị là như vậy. Phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài ở tầng 3. Đấy. Rất là thoáng, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, không lỗi phong thủy, không gần đền chùa miếu mạo mọi người nhé. Sổ sách vuông vắn, không thóc hậu, không đường đâm. Nói chung nhà có sao review chuẩn cho quý vị là như vậy. Phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 3 đây. Đầy đủ công năng, sen cây, bồn cầu, lavabo. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và mời quý vị theo em lên tầng 4, tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 3. Như vậy, lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà là ngôi nhà này có 4 phòng riêng. Tầng 2 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng phòng khách. Còn nếu như quý vị không thích để ở phòng khách ở tầng 2 thì sử dụng ở dưới tầng 1. Tùy mục đích sử dụng của mỗi gia đình. 4 phòng ngủ. Đây là phần phòng ngủ ở trên phòng vệ sinh ở trên phía tầng 4. Đầy đủ. Phòng ngủ ở phía bên trong. Tất cả các phòng đều được lắp đặt sẵn ống chờ, dây chờ, áp chờ. Tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế sàn gỗ. Đấy. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và trên phía tầng 5 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng riêng để quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích. Còn đây, như vậy lên trên phía tầng 5 là có 5 phòng riêng cho quý vị sử dụng. Trên phía tầng 4 thì không thiết kế tầng 5 này không thiết kế sàn gỗ mà là thiết kế lát gạch cho quý vị, gạch vân gỗ, cửa sổ thông thoáng. Còn lại thì là phần sân phơi, khu vực sân phơi tương đối là rộng rãi. Với phần sân phơi này thì đây, thiết kế cho quý vị khu vực để máy giặt. Thoáng, sân phơi rộng. Mọi người có thể ngắm nhìn vị trí xung quanh. Dân cư đông đúc. Gần với lại trường học, đứng từ vị trí ngôi nhà này cũng nhìn thấy trường học. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể được đi xem nhà và tư vấn thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.